Xin chào quý khán giả và bà con ngư dân. Khối không khí lạnh tăng cường xuống nước ta trong đêm qua và hôm nay có cường độ yếu lại di chuyển lệch đông. Vì thế trên khu vực phía bắc của Biển Đông, trong đó có vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, gió sẽ chuyển dần sang hướng đông bắc đến đông, cường độ thì giảm còn ở mức cấp 4 đến cấp 5 và sẽ còn giảm tiếp trong những ngày tới. Gió yếu đi, sóng biển tại đây vì thế cũng liên tục giảm, tàu thuyền có thể hoạt động bình thường. Còn với khu vực giữa và nam của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa trong đêm nay và sáng ngày mai vẫn giữ cường độ gió đông bắc mạnh cấp 5 và giảm tiếp xuống cấp 4. Mưa rông thì cũng chỉ còn vài nơi, vì thế thời tiết thuận lợi cho việc ra khơi bám biển trở lại của bà con ngư dân cũng như hoạt động của tàu thuyền. Tiến với hải trình ra vào các đảo, thưa quý vị và bà con ngư dân, khối khí lạnh yếu và lệch đông duy trì đới gió ẩm ở khu vực Vịnh Bắc Bộ. Vì thế, hiện tượng thời tiết đáng lưu ý nhất trong đêm nay, ngày mai, cũng như trong vài ba ngày tới trên khu vực Vịnh Bắc Bộ và tuyến hải trình từ cảng Hải Phòng ra đảo Bạch Long Vĩ, đó chính là hiện tượng sương mù. Sương mù, mù ẩm dày đặc khiến cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống dưới 1 km. Tàu thuyền hoạt động trên vịnh cũng như với tuyến hải trình này cần hết sức lưu ý tới hiện tượng thiên tai cũng được coi là nguy hiểm này. Quá trình thay đổi về gió ở khu vực biển miền Trung diễn ra chậm hơn so với khu vực Vịnh Bắc Bộ. Tuyến hải trình từ cảng Sa Kỳ ra khu vực huyện đảo Lý Sơn nằm trong khu vực gió yếu, chỉ khoảng từ cấp 3 đến cấp 4, sóng thấp dưới 1,75m. Mưa cũng giảm, thời tiết rất thuận lợi cho việc lưu thông hàng hải, khai thác ngư trường và đi lại của tàu thuyền. Đối với khu vực biển phía Nam, gió cũng đang giảm cấp dần. Vùng từ Bà Rịa Vũng Tàu trở vào đến Cà Mau, trong đêm nay và sáng ngày mai vẫn có cường độ mạnh cấp 5, sau đó tiếp tục giảm xuống cấp 4 trong ngày tiếp theo. Ngoài ra, mưa dông giảm hẳn còn vài nơi, việc đi lại trên tuyến hải trình từ Vũng Tàu ra Côn Đảo cũng sẽ diễn ra bình thường. Bản tin thời tiết biển hôm nay sẽ khép lại với dự báo chi tiết cho các vùng biển trên cả nước trong đêm nay và ngày mai. Xin kính chào và hẹn gặp lại!